Bạn Nguyên có gửi câu hỏi như sau: tôi hiện đang điều trị sỏi thận bằng thuốc nam, cụ thể là cây kim tiền thảo. Nay tôi muốn sử dụng chung với thuốc nam bổ gan và sử dụng cây cà gai leo. Vậy tôi muốn hỏi rằng có thể sử dụng đồng thời hai bài thuốc này có được hay không? Nếu sử dụng đồng thời được thì có thể sắc chung cùng một lúc được hay không? Và liều lượng như thế nào? Tôi rất mong sớm nhận được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Cơ thể chúng ta có 5 tạng: tâm, can, tỳ, phế và thận. Trong tự nhiên thì mỗi vị thuốc có một tác dụng đến một tạng trong cơ thể. Rất là hiếm có vị thuốc nào giúp bổ cả 5 tạng. Thường thường thì những vị thuốc bổ gan, mát gan, giải độc thì gây bất lợi cho thận, bởi vì thận phải hoạt động gấp nhiều lần để đào thải các độc tố do gan tạo ra. Bạn muốn dùng cây cà gai leo là một vị thuốc tăng cường giải độc cho gan, sẽ làm cho thận của bạn phải hoạt động nhiều, trong khi thì thận của bạn lại đang bị tổn thương do sỏi thận. Vì vậy trong trường hợp này thì chúng tôi khuyên bạn là chỉ nên sử dụng một trong hai bài thuốc trên. Theo chúng tôi thì bạn nên ưu tiên điều trị bằng sỏi thận trước. Sau khi chức năng thận đã được ổn định thì bạn tiếp tục sử dụng cây cà gai leo để điều trị bệnh về gan bạn nhé. Một số thông tin tôi xin chia sẻ với bạn. Thân chào ạ.